cái này xong nhắc hột. Không phải, không phải lật. Ừ, cái này xong nhắc hột thôi. Bởi vì con này nó to mình phải làm như vậy. Chào buổi sáng cả nhà ơi. Chân cứ làm dưới nha. Lưu ý trên chân lên nhé. Dưới bên nha. Em mở thôi, vừa mở rồi tí nữa. Đây này, đây con ni lông này. Mình dính này, đây này. Nó có băng dính mà em. Đây. Ừ, mở băng dính ra. Em xuống này. Dính nha. Đây là chiếc 70 UK6540 các bạn nha. 4K 70, giá rất tốt luôn. Mình khẳng định là giá rất tốt luôn nha. Trang bị một cái này cho phòng khách cho nhìn cho nó nha.